cơn lũ miền Trung lịch sử và những tin tức nổi bật có thể bạn chưa biết. Cùng Thời báo Việt cập nhật thông tin hàng tuần. Những ngày qua, khúc ruột miền Trung phải chịu đựng thảm họa thiên nhiên kép, lũ lụt và bão lớn. Hàng trăm nghìn người dân rơi vào cảnh tượng nguy hiểm phải trèo lên nóc nhà để chịu mưa, chịu rét. Tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi vì tính mạng lâm nguy, lũ lên quá nhanh, bão tràn vào và gây nhiều vụ sạt lở đau thương. Người dân miền Trung mất hết nhà cửa, tài sản, cạn sạch lương thực. Họ quả thực đã rất kiên cường nhưng không thể chống chọi được với lũ dữ sau nhiều ngày bị cô lập. Với tinh thần cả nước hướng về miền Trung thân yêu, không để đồng bào của mình bị bỏ lại phía sau, hàng ngàn chuyến xe nối nhau hướng về miền Trung. Đó là những chuyến xe nghĩa tình, mang theo lương thực, thực phẩm, đồ tiếp tế, quần áo, vật dụng cần thiết cứu trợ bà con vùng lũ. Từ Bắc vào Nam, những tổ chức kêu gọi ủng hộ miền Trung được chia sẻ rộng rãi, rất nhanh sau đó đã chất đầy hàng hóa và lên đường tiến về vùng lũ. Đâu đó trong cơn lũ dữ, tình người ấm áp vẫn hiện hữu ở khắp nơi. Câu chuyện về người đàn ông tốt bụng ở Quảng Bình, từng cứu cả trăm người trong cơn lũ vừa qua, được tặng chiếc đò mới đã thu hút sự quan tâm không nhỏ từ dư luận. Đó là ông Võ Văn Bình. Trong đêm mưa lớn, lũ dâng nhanh, ông Bình đã dùng đò máy vốn là phương tiện hành nghề lái đò ngang qua sông để đi đến những gia đình đang kêu cứu và cứu được khoảng 100 người di chuyển đến nơi an toàn. Trong khi xóm không còn tiếng kêu cứu, trong đêm tối, ông về nhà với chiếc thuyền không thì đò vỡ, ông chỉ kịp bơi vào bờ và may mắn thoát chết. Biết được câu chuyện của ông, nhà hảo tâm đã đến tận nơi trao tặng cho ông một chiếc đò mới cùng 10 triệu đồng tiền mặt. Đúng là sự tử tế được đền đáp bằng sự tử tế. Những ngày bão lũ vây quanh xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, người dân không còn xa lạ với hình ảnh vị chủ tịch xã dầm mình trong nước, len lỏi vào từng ngóc ngách để cứu người. Video ghi lại cảnh một người đàn ông đang cố gắng bơi trong dòng nước quá nửa người. Theo chủ bài đăng, người đàn ông này là Lê Văn Quyết, chủ tịch xã An Thủy, trong những ngày mưa lũ diễn ra tại Quảng Bình. Ông Quyết đã dùng đò nhỏ cứu rất nhiều gia đình trong xóm thoát khỏi cảnh bị cô lập vì làm việc quá sức. Ông Quyết còn phải truyền để hồi sức, tiếp tục đi cứu người. Được biết, nhà ông Quyết cao hơn các nhà khác trong xóm nên trong những ngày lũ dữ, gia đình ông cũng đã cứu mang hơn 20 người dân khác đến ở cùng. Ông dặn vợ con phải lo lương thực đầy đủ phục vụ người dân. Xem những hình ảnh này, nhiều người không khỏi thán phục, biết ơn trước tấm gương của ông. Nếu không có những người tốt như ông Quyết, nhiều người già, trẻ nhỏ, người đau ốm không biết sẽ phải trông cậy vào ai. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin mới nhất từ kênh Thời báo Việt. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng trong cứu trợ nhân đạo tại miền Trung, cũng có những sự việc đau lòng và đáng chê trách xảy ra. Hãy cùng Thời báo Việt điểm qua những sự kiện làm xấu đi lòng tốt, tương thân tương ái của người Việt. 1. Vứt bỏ quần áo từ thiện. Cách đây không lâu, hình ảnh quần áo từ thiện bị vứt bỏ bên vệ đường, chất thành đống đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Đây là số quần áo từ thiện được nhiều đoàn quyên góp gửi về đồng bào lũ lụt vượt qua cái lạnh, cái rét sau nước lũ. Được biết, các nhà từ thiện sau khi xem hình ảnh người dân miền Trung mất sạch nhà cửa, đồ đạc trong cơn lũ dữ, ngay cả quần áo ấm cũng không có để mặc, rất đáng thương, cũng đã cùng nhau quyên góp quần áo, nhu yếu phẩm để gửi đến tiếp tế cho người dân. Tuy nhiên, những bộ quần áo này khi đến nơi không được bà con sử dụng mà vứt bên vệ đường. Nhiều người sau khi xem clip hình ảnh quần áo từ thiện đổ đống trên nền đất đã lên tiếng: "Thật không ngờ, đồ chúng ta quyên góp lại bị thành đống cao như thế kia, không ai thèm dùng. Như vậy bà con đâu thiếu quần áo ấm, có vẻ như họ đã rất đầy đủ. Không thể chấp nhận được, lòng tốt đã bị lợi dụng." Tranh cãi nổ ra khi nhiều người cho rằng lý do thực sự đằng sau bức ảnh này là đoàn từ thiện đã không gửi quần áo đến đúng nơi người dân cần. Những nơi bị cô lập, vùng sâu, vùng xa vẫn đang rất cần quần áo ấm. Việc lan truyền hình ảnh này đã gây tổn thương đến sự đoàn kết của người Việt và gây hiểu lầm cho bà con miền Trung. 2. Ăn chặn đồ từ thiện. Vụ việc xảy ra vào ngày 20 tháng 10, diễn viên người mẫu Trang Trần đã đăng lên Facebook cá nhân tố cáo một tài xế lái xe ăn chặn 2 tấn hàng cứu trợ người dân vùng lũ của cô. Trước đó, vào tối 22 tháng 10, cô được Đàm Vĩnh Hưng trao tặng 2 tấn cá hộp, tương đương với 9.600 hộp, giá trị khoảng 230 triệu đồng để cứu trợ bà con miền Trung lũ lụt. Vì cần chuyển gấp nên cô nhờ Phật tử ở chùa liên hệ với một nhà xe chuyển vào Quảng Bình. Tuy nhiên, sau nhiều ngày vận chuyển, liên lạc, hẹn thời gian giao hàng, thì đến ngày 26 tháng 10, tài xế bỗng nhiên bật vô âm tín cùng toàn bộ số hàng cứu trợ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Cụ thể, Trang Trần chia sẻ: "Phía bên tôi điện rất nhiều, nhắn tin rất nhiều nhưng họ không nghe máy, không trả lời từ ngày 24 tháng 10, sau khi nhận hàng là 23 tháng 10.
Tôi đã gọi điện thoại cho anh S là tài xế nhận hàng 3 lần và anh ấy báo xe hư tại Quảng Trị nên sớm nhất vào tối 25 tháng 10 sẽ nhận được. Tôi bảo cho anh đến 12 giờ ngày 26 tháng 10 cho thoải mái. Hôm nay là 14 giờ, tôi điện cho anh H chủ xe để hỏi số hàng thì anh H bảo tôi không làm việc với chị, tôi chỉ làm việc với anh B. Trang Trần cũng khẳng định sau khi hoàn tất công việc cá nhân, cô bay vào tận nơi tìm ra người này để xử lý nên đừng bao giờ thách thức. Trước những lời lẽ đanh thép của Trang Trần, chủ xe khẳng định sẽ gửi số điện thoại, địa chỉ nhà cũng như những yêu cầu của cựu mẫu đưa ra để cô nhờ công an tới làm việc. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin mới nhất từ Thời Báo Việt. 5. Lợi dụng lòng tốt, xếp hàng 2 lần để lấy tiền cứu trợ. Tâm điểm cứu trợ mùa lũ những ngày qua phải kể đến cặp đôi cầu thủ bóng đá Công Vinh và ca sĩ Thủy Tiên. Số tiền họ nhận được từ người dân khắp cả nước sau lời kêu gọi đã vượt mốc 150 tỷ. Thủy Tiên đã lặn lội khắp các tỉnh lũ để trao quà và từ thiện cho nhiều nhà dân ngập sâu. Mới đây nhất, ca sĩ Thủy Tiên vừa trao tặng một ông cụ ở Hà Tĩnh 200 triệu đồng sau khi nghe về hoàn cảnh gia đình của ông cụ này. Mất hết tài sản, vật nuôi, đang mắc nợ ngân hàng, nữ ca sĩ đã quyết định trao tặng 200 triệu đồng để ông trả nợ. Đoàn của Thủy Tiên tiếp tục đi phát tiền cứu trợ ở Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, với mốc trao tặng ở từng địa phương là khác nhau, từ 3 đến 10 triệu đồng mỗi hộ tùy hoàn cảnh. Tuy nhiên, việc Thủy Tiên và Công Vinh đi trao tiền cứu trợ có những câu chuyện bên lề gây xôn xao dư luận. Bên cạnh đồn đoán người dân bị thu tiền lại, mới đây trên mạng xã hội lại bàn luận nhiệt tình về thông tin có người xếp hàng đến 2 lần để nhận cứu trợ. Cụ thể, một bài đăng cho biết, khi xem livestream trên trang cá nhân của Thủy Tiên, đã phát hiện ra một người phụ nữ đã lên nhận tiền đến 2 lần. Điều này khiến một số dân mạng bức xúc, cho rằng người này tham lam, nhận đến 2 lần trong khi còn nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. Mục tin tức theo tuần của Thời Báo Việt đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật thông báo để xem những video mới nhất. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin cập nhật và góc nhìn đa chiều, đảm bảo tính chân thực cho mọi thông tin.